Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sông đá của Mai Arena để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là Bình Hải FC và Vinh Hải Beach. Huy Abi tình huống mất bóng trước đó là của Huy Abi đã coi rồi không rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Bình Hải. Đây là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên, câu lạc bộ Bình Hải đã mang lại bàn thắng một tỷ số 1-0 cho trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại pha bóng này. Lực xoay sở không thành công. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Bình Hải Beach. Cảm ơn. Coi. Không. Đây là áp sát ngay lập tức của cầu thủ đội Việt Nam xanh. Coi. Cầu thủ thi đấu hàng hậu vệ của các cầu thủ Bình Hải thi đấu quá bất cẩn ở trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta xem lại bàn thắng này. Một đều rồi. Đó là tung ra đường truyền của Điên Tư. Lại có sai số trong những đường truyền mà hai phần người vậy. Dưới đường. Như vậy thì sau đây là 2-1 dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Và thắng ở đây là của Minh Phấn. Một kịch bản 2 phút và hai bàn thắng dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Minh Phấn. Đối chuyền và đó có thể tung ra tình huống dứt điểm. Như vậy tỷ số là 3-1 dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. 3-1 dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach và đó là một bàn thắng mà họ đã phối hợp tốt ở những tình huống cố định. Và chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Cầu thủ Vinh Hải Beach vẫn đang chiếm được quyền chủ động trong khâu tổ chức tấn công. Và đây cá ngang. Được cá ngang. Cơ hội dành cho Lê Công. Khá Lê Công mở bóng ra đưa chuyền vào phía trong. Lại tiếp tục là cao thủ bên phía đội bóng xanh cho trái đến đâu. 4-1 cho Vinh Hải Beach. Một pha xử lý rất hay. Chúng ta xem lại bàn thắng này. Liệu xem nó có phải là bàn thắng của Minh Phấn hay không? Đúng vậy, nó là bàn thắng của Minh Phấn. Đưa chuyền. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Dứt điểm không vào. Thêm một cú đá nữa. Phạt đền rồi. Báo trả vào thủ môn Duy Minh. 5-1 cho Vinh Hải Beach. Đó là bàn thắng của Báo trả. Chúng ta xem lại quả đá phạt đền thành bàn của cầu thủ mặc áo số 6. Đội lực đưa bóng đền của Báo Anh. Nguy hiểm quá, tỷ số là 6-1 dành cho Vinh Hải Beach. Bàn thắng của Lê Công. Đó là bàn thắng lên tỷ số lên 6-1 của câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng này. Một tình huống dứt điểm rất tinh tế của Lê Công. Đưa chuyền. Bóng đến vị trí của số 37, đó là Tuấn Anh. Tỷ số đã được rút ngắn dành cho câu lạc bộ Bình Hải. Bàn thắng của Tuấn Anh. Các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng của Tuấn Anh, cầu thủ mặc áo số 37. Bóng đã chạm vào người của Báo Anh. Thả bóng ra đây. Dứt điểm từ xa. Như vậy tỷ số đó là đã được ghi thêm một bàn nữa dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Bàn thắng của cầu thủ mặc áo số 7 đó là Xuân Sinh. Tình huống dứt điểm rất gọn gàng và dẫu cho thủ môn Duy Vinh đã đổ người hết cỡ. Quả trả bóng đấy đâu không vào. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Đưa chuyền ra đây. Và đó là cao thủ bên phía đội bóng xanh dứt điểm không vào. Mới có thể duy trì được một điều kỳ diệu. Tung ra quân dứt điểm ngay không vào. Nỗ lực của Minh Quang. Đường chuyền không thành công của Minh Quang. Bàn thắng thứ 10 của trận đấu này của chúng ta. Bàn thắng là của cầu thủ mặc áo số 18, đó là anh Tình. Và chúng ta xem lại bàn thắng của anh Tình. Tiếp tục vẫn đang là cáo thủ bên phía câu lạc bộ áo xanh. Bình Hải FC thu hồi được bóng rồi. Tới. We are be. Không vào.
áo thủ áo xanh đội chuyền, cơ hội rất đẹp, không vào. Lúc đó là quả bóng còn. Đội chuyền. Hai. Thêm một cú đá nữa, lại có bàn thắng dành cho Vinh Hải Beach. Các bạn chúng ta xem lại bàn thắng này. Bàn thắng của Doshi giá rẻ. Như vậy đó là cú đúp của cầu thủ bắn áo số 30. Dứt điểm. Thêm một bàn thắng nữa dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Lần này là bàn thắng của Lê Công. Các bạn chúng ta xem lại quả bóng vừa rồi. Bàn thắng vừa rồi của Lê Công. Tôi sẽ cho Lê Công không vào. Dứt điểm. Lại thêm một bàn thắng nữa rồi. Bàn thắng vừa rồi là của cầu thủ bóng áo số 16 Duy Phương. Như vậy là lại có thêm một bàn thắng nữa dành cho câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Thực là những bàn thắng của câu lạc bộ Vinh Hải Beach. Ôi, như vậy đó là bàn thắng dành cho câu lạc bộ Bình Hải, bàn thắng thứ hai của Quang Vinh ở trong trận cầu này. Thời gian còn lại của trận đấu này cũng không còn nhiều nữa rồi. Những cố gắng của câu lạc bộ Bình Hải trong trận đấu này là rất đáng để ghi nhận. Chiến thắng là một điều không cần phải bàn, phải tranh cãi với câu lạc bộ Bình Hải biết. Những nỗ lực của Bình Hải ở trong trận đấu này cũng rất đáng để chúng ta nhìn nhận họ một cách đúng đắn. We'll be right back.